Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng, trưởng ban dân vận huyện ủy Trần Quỳnh Thao cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện bầu tại xã Cổ Đạm cũng đã tiếp xúc với cử tri trên địa bàn. Các cử tri đã có các ý kiến gửi tới các đại biểu Hội đồng Nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền. Cử tri mong muốn nhà nước cần nghiên cứu chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khi giá vật tư nông nghiệp tăng cao mà sản phẩm đầu ra giá bấp bênh. Vai trò của cán bộ nông dân trong sản xuất nông nghiệp, diện tích đất bị sình lầy dưới chân đập đồng quốc đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa có phương pháp khắc phục. Vấn đề hạ tầng bất cập trong đấu giá đất, làm mương thoát nước, quản lý nhà nước về đất đai, vân vân. Cử tri Cổ Đạm cũng quan tâm đến vấn đề hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới, phụ cấp cho cán bộ thôn xóm, việc bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến đường DT547, quan tâm đầu tư nhiều tuyến đường bị xuống cấp. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng đã nghiêm túc tiếp thu giải trình các ý kiến của cử tri, đồng thời xin hứa sẽ trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện sắp tới xem xét giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng thời, giao các phòng chuyên môn, địa phương nghiên cứu giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền.